Người ta chặt cây đang sống để tạc tượng và bảo là thổi hồn vào đó. Còn chú thì tận dụng những thứ tưởng chừng như vứt đi để cho chúng sống lại. Đấy mới là nhân văn. Đó là một lời động viên của một bạn trẻ làm mình rất là xúc động các bạn. Vừa qua thì mình có làm một loạt tượng trang trí. Cái điều mà mình muốn làm từ rất là lâu thì giờ đã có thời gian để thực hiện. Những cái khúc gỗ ở trên mình đó, theo dòng nước lũ trôi từ thượng nguồn sông Poco trôi dạt về các bạn. Thường thì bà con sẽ dọn dẹp và đốt sạch chúng đi cùng với cỏ rác, đợi trồng mì, trồng khoai, trồng sắn vậy đó. Tiếc lắm các bạn, cho nên mình cho anh em thanh niên trong làng đi kéo hết về. Mình cứ để đó, sau này làm gì mình làm thôi. Cái công cuộc gom nhặt và vận chuyển về đến vườn thì cực kỳ là gian nan luôn các bạn. Nhưng mà có lẽ là các bạn đã cảm nhận được cái tình yêu của mình dành cho những cái khúc gỗ như vậy. Cho nên các bạn rất là cố gắng mà thường làm rất là vui vẻ. Có những khúc gỗ rất là nặng luôn, rất là lớn, nhưng mà các bạn cũng cố gắng đưa về vườn bằng được. Nhìn từng khúc lũa các bạn, mỗi cục nó có một mảng hình hài rất là khác nhau. Việc đầu tiên là mình phân loại tụi nó ra theo từng nhóm như vậy, tùy vào cái thế dáng của nó các bạn, để mình quyết định là sau này mình sẽ làm vào việc gì. Mình thì sống ở Tây Nguyên khá là lâu rồi, tìm hiểu rất là nhiều về văn hóa và cái con người ở Tây Nguyên. Tượng gỗ Tây Nguyên nó có một cái bề dày về văn hóa và gắn kết rất là mật thiết với đời sống của người dân nơi đây các bạn. Nó như là một kho tàng nghệ thuật vậy á, chứa đựng rất là nhiều cái tín ngưỡng dân gian và nó phản ánh cái đời sống tâm linh của bà con đồng bào Tây Nguyên nữa. Nó thể hiện rất là rõ nét trong cái không gian mà được sử dụng để trang trí á. Cái nhóm thứ nhất là có một cái tên. Chơi chơi đi chơi. Còn đó đó. Chơi chơi chơi. Chơi bắt rồi. Bắt đi bắt đi bắt đi. Cá thắt lát các bạn. Cá thắt lát ngon lắm. Cây thuốc lá này nè. Đây là cái bông của nó này. Rất là đẹp. Còn đây. Đã chưa đó. Cái này cuốn xì gà ha, rất là tuyệt vời luôn. Ở bà con ở trên này thì ngày xưa người ta tự cung tự cấp, tự trồng, tự tiêu thụ, chứ không phải như ngày nay thì nó có sẵn. Ngày xưa thì luôn luôn phải trồng, chỉ trồng mới có thôi. Còn từ miền xuôi mà đưa lên trên này á, rất là xa. Bây giờ còn lại những cái cây này nó vẫn còn nằm đâu đó ở trong rừng á, cứ hạt nó rơi xuống thì nó lại mọc lại, hạt rơi sẽ mọc lại và đến ngày hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy nó, những cái thuốc lá cực kỳ khỏe mạnh như thế này. Rất là phê, rất là... Trong cộng đồng của người Tây Nguyên á, thì có một cách để giữ cho thực phẩm được tươi lâu á, đó là bỏ vào bụng của anh hàng xóm. Nếu mà vẫn còn á, thì họ sẽ treo lên gác bếp hoặc là mang đi muối chua. Thì đó cũng là những cái cách bảo quản dung dị thôi các bạn. Mà vô hình chung nó lại trở thành một cái phương pháp chế biến rất là đặc sắc. Bởi vì sau cái quá trình bảo quản đó sẽ cho ra một cái sản phẩm khác hẳn về hương vị. Trên khắp cái dọc dài đất nước thân thương hình chữ S của chúng ta, mỗi nơi đều tự hào với những cái đặc sản của vùng quê mình đang sinh sống. Để rồi khi có khách quý ghé thăm á các bạn, họ đều tự hào để giới thiệu cái đặc sản của vùng quê của mình. Ở chỗ mình cũng thế, cái món cá chua luôn có trong những bữa tiệc mời khách quý. Dù cho cái không gian có trang trọng như trong nhà rông hay chỉ đơn giản là nơi góc bếp, gấp một mớ cá lên mềm mại, thơm lừng, giả thêm một chút ngò gai, thêm một tí tiêu rừng là sẽ ngất ngây luôn các bạn. Bà con thương lắm thì thường là chem, chem là đút đó các bạn. Chỉ cần khách không khua tay lắc đầu là chủ nhà đã vui lắm rồi. Ai mà khen ngon thì đã thành người thân của gia chủ ngay từ lúc ấy luôn. Ở quê các bạn có món cá chua này không? Khói về bên kia ăn cơm với cá, khói về bên đây lót lá mà nằm. Đó là cái câu thần chú của tụi con nít tụi mình ngồi quanh cái đống lửa ở đầu xóm. Có lúc thì nướng khoai, nướng sắn, có lúc thì chỉ để sưởi ấm vào mỗi mùa đông thôi các bạn. Đây là câu thần chú dễ linh nghiệm nhất á. Vì cái mùa gió nồm trên mình, gió hay thổi quẩn quẩn. Đôi khi đọc xong câu thần chú là khói lại về bên kia ngay. Quá sướng. Rồi thằng bên kia nó cũng đọc, rồi đến cả bọn cùng đọc. Khói bay loạn xạ, cay hết cả mắt. Không biết khói có về làng Vũ Đại để ăn cá không ta? Vì cái làng đó có món cá kho ngon nhất nách. Kho kiểu này thì cá trăm len là số 1 luôn. Kho bằng nồi đồng mà các bạn. Củi để kho cá là cái củi gỗ nhãn. Mình thì thử dùng cái củi cà phê. Cái loại củi đã tạo nên cái thương hiệu thịt hun khói Bajana của nhà mình á. Xả riềng, ớt, tiêu rồi mình để công thức ở cuối video nha. Kho cá nhỏ lửa trong 9 giờ là nhừ cả xương các bạn nhé. Bà trăm đen này to quá nên mình làm thêm món muối chua truyền thống của người đồng bào ở trên mình á. Còn cái cá kho các bạn nên ăn nguội nhé. Ăn nóng thì sẽ mất giá trị á. Để Việt bắt cái con cá bóng này lên cho các bạn xem này. Con này nó thân thiện lắm, nó thích được massage.
cho nó nằm đây massage. Đấy, khoái lắm. Khoái khoái. Đã. Mời cả nhà ăn củ khoai mì với cha con nhà Việt nào. Sáng nay thì tranh thủ xuống vườn sớm một chút xíu, đào mấy củ lên nướng cho Tigon ăn. Cảm giác nó ăn ngon lành lắm các bạn. Chứ không như tụi mình ngày xưa mẹ phải động viên miết, ép miết thì mới chịu ăn. Tại vì sáng nào thì cũng chỉ ăn củ khoai mì hoặc là củ khoai lang thôi, không có cơm gạo nhiều như bây giờ. Cái giống mì này tụi mình gọi là giống mì gòn á. Đặc biệt là nướng lên nó rất là thơm nha các bạn. Cái giống này bây giờ nó khá là hiếm rồi, tại vì cái năng suất của nó không cao. Bà con bỏ đi hết, trồng các loại giống mì cao sản. Từ ngày Việt về đây bắt đầu đi xin cái giống, bắt đầu là ươm lại, trồng lại. Hy vọng nhân nó được nhiều để giữ gìn cái giống này lại. Các bạn đã ăn củ mì nướng bao giờ chưa? Đến ai cũng bận rộn, đầu bù tóc rối hết. Mình lê hoay theo anh em đang tổng lực cuối năm rồi kia. Đi ra đi vô thấy cái cảnh này mấy lần, nhưng mà không thể dừng lại được luôn á. Vào nhà rồi vẫn không thể tặc lưỡi kệ nó được. Ám ảnh và áy náy ghê luôn á. Hồi nhỏ thì tụi mình thích chơi con này lắm. Trâu thả đi đâu chả biết, chứ ao đứa nào đẹp là phải biết. Mấy hôm sau ra thì tụi nó đi đâu hết à. Mà hồi đó cũng không biết lý do luôn á. Mấy hôm trước mình like top top khoe với mấy bạn là ở đây tha hồ nghe tiếng ếch nhái cọc các kiểu luôn. Hôm đó chắc chắn là bố mẹ của tụi này gọi nhau này. Chỉ vài phút mặc kệ công việc đang bận rộn mà lòng mình cảm thấy nhẹ đến lạ luôn đó các bạn. Bữa sau tôi mà like buổi tối á thì hát cho tôi nghe với nha. Cóc ếch gì đây không biết nữa. Với người Tây Nguyên thì những cái ghè như thế này nó quý lắm các bạn. Gia đình nào mà có được mấy cái ghè đẹp như thế này ở trong nhà thì thực sự là đó là một gia đình giàu có. Ngày xưa họ phải đổi bằng trâu á. Thường họ xem cái ghè là một cái vật hồi môn. Bà ngoại sẽ tặng lại cho mẹ, mẹ tặng lại cho con gái. Nhưng mà hôm nay ông quyết định bán để lấy tiền đi chữa bệnh. Cái việc mà chúng ta sở hữu một cái vật có thể gọi là đồ cổ hoặc là đồ xưa gì đó, nhưng mà nó không đúng trong cái không gian của nó các bạn, thì nó vô nghĩa lắm. Hãy để nó ở lại đúng cái vị trí của nó, cái nơi mà thuộc về nó, thì đó mới là cái giá trị cốt lõi của văn hóa các bạn. Như lúc đó cũng là một cái duyên các bạn. Cái duyên mình được gặp, được nhìn thấy những cái vật quý giá như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta bớt được cái tính sở hữu thì chúng ta sẽ giữ gìn được cái nét đẹp văn hóa. Cái niềm vui hôm nay là tặng được ông bà một ít tiền á. Thì ông nói là cái ghè này bây giờ đã là ghè của thầy rồi, khi nào làm rượu thì sẽ mời thầy lên cùng uống. Tự nhiên thấy hạnh phúc lắm các bạn. Ở Tây Nguyên thì mỗi mùa cà phê người ta sẽ thêm một tuổi các bạn. Từ lúc nó ra hoa đến lúc nó chín như thế này này thì mất một năm. Việc sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên á, thì mỗi mùa cà phê đến nó rạo rực lắm các bạn. Năm nay là một cái năm rất là đặc biệt á. Người hái không có, ở các tỉnh khác họ không về được vì dịch á. Chính vậy cho nên là bà con cứ đổi công nhau hái. Cái cảm giác nó cũng hơi ảm đạm nhé, không được rạo rực như mọi năm. Nhưng mà bà con cứ đến mùa cà phê là vui à. Cả năm làm đến cuối năm mới có tiền. Tất cả ăn uống hay đầu tư gì đó họ đều nợ hết. Nợ đến cuối năm thu cà phê xong thì mới trả. Như vậy cho nên là mỗi cái mùa cà phê nó đến thì bà con rất là vui. Đặc biệt là cái tụi con nít á, tụi nó vui lắm. Tụi nó đến mót cà phê nó có tiền ăn kem, ăn kẹo, ăn bánh. Còn người lớn thì có tiền để xoay sở công việc trong năm. Thế là bà con thì năm được mùa thì vui, chứ năm không được mùa thì buồn thúi ruột à. Mà cũng không hiểu sao nha, giá cà phê thì năm thì cao, năm thấp, nhưng mà ra uống cà phê nó cứ tăng đều hàng năm vậy đó. Đâu có thấy xuống đâu. Trong cái hành trình mang lan về rừng của anh em mình thì ấn tượng rất là nhiều thứ. Nhưng không phải là chặng đường khó khăn, không phải là những cái khu rừng nguyên sinh, không phải là cái sự mệt mỏi, mà chính là điều này. Anh em mình di chuyển một đoạn đường khá là dài và leo dốc rất là mệt á. Thì nước lại quên dưới kia rồi. Nhưng mà các bạn địa phương ở đây, các bạn nói là cái cây này là cây la dô, và nhai nó là đỡ khát nước liền. Mình cũng thử một đoạn như này các bạn. Thực ra thì các bạn nói là nó chua chua chua, mình tưởng nó chua bình thường, nhưng mà lúc mà mình ăn đấy các bạn. Trời tiết. Em ăn không dùng mình nào. Mình phải nói là nó chua kinh khủng luôn. Nó rất là đã khát nước các bạn. Tuyệt vời luôn. Mình sẽ đem một ít về Long Loi mình trồng xem thử là nó có phát triển hay không nha. Nếu nó phát triển thì khi nào các bạn đến chơi là các bạn sẽ được thưởng thức cái cây la dô này nha. Wow, có mấy ớt là tuyệt vời á. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tới nha. Tập đưa à, dự án này rất là cam go này. Mình sẽ làm một cái chậu rửa mặt bằng cục đá này nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái miệng của nó. Dùng cái máy cắt các bạn, máy cắt mà lưỡi bê tông á, thì nó sẽ rất là an toàn, cắt như thế này. Sau đấy thì lọc từng lớp ra một như vậy nha. Nó cứng lắm các bạn. Đây là đá hoa cương. Cắt từng lớp một, rất là mỏng như thế này. Xong đó chúng ta đục nó ra. Túc tắc, việc làm tới mấy ngày luôn á, 6-7 ngày mới xong. Đấy, các bạn thấy không, nó rất là cứng, từng lớp rất là mỏng thì chúng ta mới làm được. Cuối cùng thì chúng ta sẽ mài cho nó mịn ra như vậy.
Cái đặc điểm của cái cối đá này các bạn là để nước vô nó rất là mát luôn. Mình rửa tay rửa mặt rất là thích. Đó, nó rất là nặng, hơi cực một chút xíu nhưng mà thành quả của nó thì là rất là tuyệt vời nha các bạn. Enjoy cái sản phẩm của mình nè, thật là xứng đáng. Wow.